mới đây trong đề cương luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định thời hạn sử dụng chung cư là chỉ từ 50 đến 70 năm thay vì lâu dài như từ trước đến nay. Đề xuất này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các chuyên gia bất động sản. Đa phần ý kiến cho rằng là không phù hợp, đi ngược lại tâm lý sở hữu nhà lâu dài của đa số dân đô thị. Có hai phương án được đề xuất là sổ hồng cấp cho căn hộ chung cư sẽ có thời hạn lâu dài như hiện nay hoặc là sẽ có thời hạn 50 năm, 70 năm. Lý do đưa ra đề xuất trên là theo các quy định hiện hành, thời hạn sử dụng của công trình được xác định theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình hoặc theo thời hạn sử dụng thực tế các chuyên gia bất động sản cho rằng, rút ngắn thời hạn sử dụng chung cư xuống còn từ 50 đến 70 năm không phù hợp với thị hiếu và tâm lý sở hữu tài sản lâu dài của đại đa số cư dân đô thị. Đề xuất này có thể dẫn đến xu hướng người dân sẽ không chọn chung cư mà chuyển sang mua nhà mặt đất. Điều này thị trường căn hộ sẽ bị ảnh hưởng theo ý kiến của chuyên gia, các đề xuất chung cư chỉ được sở hữu 50-70 năm, lên lấy ý kiến người dân một cách rộng rãi và công khai. Nếu được đa số người dân ủng hộ thì mới áp dụng và thực tiễn. Trường hợp đa số người dân không đồng tình, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan xây dựng pháp luật cần phải cân nhắc một cách thận trọng, không nên áp dụng tại thời điểm này.